Chào các bạn, trong cái clip này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chia cột của một cái văn bản ra. Các bạn tưởng tượng như các bạn đang đọc bài báo chẳng hạn, thì thường thường báo người ta hay chia thành từng cột. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Đầu tiên là tôi sẽ chỉnh lại cái chữ này cho nó to lên một chút bằng cách vào menu Home, chọn mục phông là Arial chẳng hạn. Sau đó thì tôi cho cái cỡ chữ nó lên thành là 13. Tiếp theo là tôi chọn căn lề hai bên và tôi cho cái khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn tăng lên một chút, 1.5 đi. Thế thì sau khi mà chỉnh xong cái này thì tôi có thể chia nó thành hai cột như thế nào, hai cột hoặc nhiều cột. Tôi vào menu layout, tôi chọn một column ở đây. Đấy, người ta cho phép chúng ta chia thành hai, mục thu chia thành ba, three chia thành hai cột không đều nhau ở mục left hoặc là mục right. Ở đây tôi chọn chia thành hai cột thôi, tôi chọn vào mục thu ở đây. Các bạn thấy là văn bản của tôi lúc này thì nó lại được chia thành hai cột. Đấy. Nếu mà tôi không muốn chia nữa thì tôi có thể ấn nút undo hoặc là ấn tổ hợp phím Ctrl Z để quay lại. Thế một cái kỹ thuật nữa mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đấy là tôi sẽ làm cho cái chữ cái ở đầu mỗi đoạn này nó to hơn một chút. Thế thì để làm như vậy thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta có thể chọn đoạn văn bản, sau đó vào menu Insert, chọn mục là Drop Cap. Thì chúng ta có hai kiểu drop ở đây hoặc là ở đây, thì tôi sẽ chọn kiểu đầu tiên vì nó trông khá là quen thuộc. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là gì, cái chữ ký tự đầu tiên của một cái đoạn văn bản nó to hơn bình thường một chút. Nếu mà các bạn cảm thấy nó to quá thì chúng ta có thể xem xét là hiệu chỉnh nó lại, đổi cỡ chữ nó thành 50 thôi chẳng hạn. Đấy. Đấy là cái gọi là drop cap. Và clip hôm nay nó chỉ ngắn gọn vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.